Xin chào em. Em có hỏi là tác dụng của tuần triệt đối với nhật nguyệt phản bối. Đầu tiên là chúng ta phải nói về cái thế đứng của nhật nguyệt phản bối đã. Khi nói về nhật nguyệt phản bối có nghĩa là quay lưng lại với nhau. Đây chứng tỏ là đang ám chỉ thế đứng của nhật nguyệt, chứng tỏ là hai sao Thái Âm Thái Dương đang ở hai cung Thìn Tuất. Và lúc này âm dương phải lạc hãm thì người ta mới nói là phản bối. Có nghĩa là sao Thái Âm phải ở cung Thìn, thế còn sao Thái Dương thì phải ở cung Tuất. Thì thứ nhất là tuần ấy và triệt nó có tính tiêu tán và tính ngăn cách. Thế cho nên là khi các sao đang ở thế lạc hãm thì nó đang thể hiện cái nhược điểm của nó rất lớn. Thì khi nó được tuần triệt, nó đóng thẳng vào cái chỗ mà nó các cái sao lạc hãm ấy, thì nó làm tiêu tán cái tính chất xấu đấy đi. Cho nên thông thường ở các thế đứng mà của các sao lạc hãm thì người ta mới nói là cần không vong, nó là như thế. Và cái thứ hai nữa là thì em phải xem lại là tuần triệt. Thứ nhất là tuần thì nó được định vị theo lục thập hoa giáp, cho nên là có rất nhiều những trường hợp. Thì thôi thì giả sử đi, nói về tuần thì nó nhiều, thì chúng ta nói về triệt đi. Triệt thì nó không nằm ở hai cung Tuất Hợi, cho nên ở cái cung Tuất sẽ không gặp triệt được. Thế còn ở cái cung Thìn Tỵ thì sẽ gặp triệt ở tuổi Bính Tân. Thì em thấy là ở hai tuổi Bính Tân nhé, cái tuổi Bính ấy thì Thái Âm cát hóa, thế còn tuổi Tân thì Thái Dương cát hóa. Thế cho nên nó đang lạc hãm mà nó được cát hóa bằng việc nó hóa ra hóa lộc hoặc hóa quyền thì nó rất là tốt đẹp, đúng không? Cho nên về cơ bản thì cái thế đứng của nhật nguyệt phản bối nếu gặp được tuần triệt thì nó lại thành hay. Nhưng nên nhớ cái hay này của các cách cục xấu thì nó vẫn là thể hiện tính xấu, nhưng nó thể hiện ít và nó hay khi nó đã đến cùng cực rồi. Nghĩa là nó gần như, nếu mà chúng ta nói gọi là cái một kiểu nói nhá, là tuyệt xứ phùng sinh cũng được, cũng được. Bởi vì tính chất của nó thể hiện và con đường của nó đi trong cái thế đứng này thì nó cũng y hệt như thế. Và nhớ là Thái Âm hay Thái Dương mỗi một bộ sao thì nó đều cần những bộ sao khác bổ trợ riêng biệt. Thì ví dụ như là Thái Dương lạc hãm thì người ta hay nói là cần Tam Minh Đào Hồng Hỷ, hay là có Khôi Việt với cả cái câu phú là nhật nguyệt phản bối, hà vọng thanh quang, tối hỷ ngoại chiều Khôi Việt, nghĩa là Khôi Việt chiếu về. Và em nhớ là Khôi Việt chiếu về được ở trục Thìn Tuất thì nó chỉ ở một số tuổi. Cái này thì tôi để lại đây để cho em tự nghiên cứu xem tuổi nào. Và từ cái dữ kiện em có thiên can thì em hoàn toàn có thể là em an được ra rất nhiều thứ nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại với những câu hỏi sau.